Hiệp sĩ dòng đen, The Nine Temples. Hiệp sĩ dòng đen vừa là thầy tu vừa là hiệp sĩ, còn có tên gọi hiệp sĩ đền thánh hay các chiến hữu nghèo của chùa Kitô và đền Solomon là những chiến binh xuất chúng mang trên mình sứ mệnh bảo vệ những người hành hương Kitô giáo đến thánh địa Jerusalem ở Trung Đông trong các cuộc thập tự chinh. Năm 1118, đại thủ lĩnh người Pháp Hugh de Payen cùng 8 hiệp sĩ khác đã thành lập hiệp sĩ dòng đen dưới sự đồng ý của đức vua Jerusalem là Baldwin II. Lấy đầu não của hiệp sĩ dòng đen là đền núi ở Jerusalem, các thành viên cam kết sống một cuộc đời thành tịnh, hoàn đạo, nguyện sống trong cảnh nghèo khó để giữ mình thanh sạch. Họ kiêng cả bạc, rượu tre và thậm chí là chỉ thê. Ở thời kỳ đỉnh cao quyền lực, hiệp sĩ dòng đền nắm trong tay mạng lưới ngân hàng lớn mạnh, tiền thân của ngân hàng thời nay, sở hữu các hạm đội tàu lớn và nhiều vàng bạc, châu báu, đất đai đến từ bổng lộc của vua chúa châu Âu.